sàng một tay chúc mừng cho gia đình các nhà. Thank you.
các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị đã có mặt tại khán phòng Đại Cát tiệc mừng tân gia. Chúc mừng tân gia Đại Cát cho gia đình ông Cà Văn Diên và Lò Thị Song trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, như vậy cũng đã đến giờ chính thức buổi tiệc mừng tân gia Đại Cát ngày hôm nay rồi. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng tân gia Đại Cát hôm nay, chào đón những nhân vật chính trở lại sân khấu tư gia, ra mắt toàn thể quý vị, trân trọng kính mời! Ông nội của tân gia chủ ngày hôm nay cũng trở lại sân khấu tư gia, trân trọng kính mời! Và trân trọng kính mời tiếp theo, gia đình, vợ chồng, anh chị, Hình Hoàng. Và trân trọng kính mời vợ chồng, anh chị, Tâm Trung. Trân trọng kính mời đại gia đình trở lại sân khấu để buổi lễ tân gia. Bởi anh chị, cô bác ngày hôm nay xây dựng được một ngôi nhà như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên để cùng góp phần xây dựng một ngôi nhà khang trang tuyệt vời như ngày hôm nay. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, cuốn theo dòng chảy của thời gian, con người chúng ta ai ai cũng mong muốn cho mình một ngôi nhà màu nước hạnh phúc. Và kỳ vọng ước mơ đó nay đã trở thành hiện thực khi tân gia chủ của chúng ta ngày hôm nay đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cổ nhân vẫn thường có câu rằng tự châu cưới vợ làm nhà, cả ba việc đó việc nào cũng to. Câu nói đó có nghĩa là việc đầu tiên con người chúng ta hãy tìm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Còn việc thứ hai là cưới vợ, nắm chặt tay người mình yêu, xác định một cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no. Còn một mấy sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời người đó chính là xây dựng nhà cửa. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, ngôi nhà không chỉ để che nắng che mưa mà là nơi để tất cả các thành viên nuôi về sau những bồn bề của cuộc sống, sau những khó khăn của công việc. Ở chính ngôi nhà của mình, chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm đoàn viên, chia sẻ cho nhau những tiếng cười hạnh phúc, những khó khăn trong cuộc sống. Bởi ngôi nhà là nơi bắt nguồn một niềm hạnh phúc và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Dạ kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, đúng là trăm năm thì ta chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một ngày này đây. Bao nhiêu ngày đợi tháng chờ, tân gia Đại Cát bây giờ là đề. Xin mời ạ. Thưa quý vị, quý vị hãy đa lên sang phố Tây. Chúc mừng tân gia Đại Cát ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị quan khách, khách quý thân mến. Và ngay bây giờ thì một lần nữa MC Mạnh Phú xin được thay lời đại gia đình ngày hôm nay chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã bất chút thời gian và ngọc của mình trở lại chúc mừng tân gia Đại Cát tấn tài tấn lộc trong buổi trưa hôm nay và để chính thức khai mừng tiệc rượu. Và trân trọng kính mời ban lễ tân của gia đình chúng ta hãy nâng cho gia đình của ta những chén rượu tràn đầy tình cảm yêu thương nhất, chính thức khai mừng tiệc rượu chúc mừng tân gia Đại Cát tấn tài tấn lộc. Và trân trọng kính mời đại gia đình mỗi người hãy nhận lấy cho mình một chén rượu thật là tràn đầy tình cảm yêu thương cùng hướng tới toàn thể quý vị chúc mừng tân gia Đại Cát chính thức khai mừng tiệc rượu trân trọng kính mời. Từ đầu hát trong hình ải cánh nong lúc đắc mất giảm cần cơ ba mà ước vì nồng nò em mình đi ước trước phở mía ải lung em bà ước tặng tánh này làng dẫn khăn tràn nâng đầy sự choi dừa khảo hòa ải phú em già vì nồng chú phủ chút côn choi dừa phòng bàn phòng cuống cờ trắng này money cờ trắng ra bắc khẩu hòm buôn nâng cả mơi này ải này em này phi này nong mắc khen tầm hòm buôn nằm cơ ba mà ước vì nồng hao hay hóc hòa phòng cần trong đang ngẩu của mẹ ở ai phở mẹ ải phú em ra cái ba phải lúc mà đi là khẩu hết mở khẩu ba dụng ảo hăng khẩu mắt năng ảo không hăng mi thì là ngất găm lầy mau khẩu năm là mẹ thú mất cầu hăng sơ mỹ mi sẽ tài nơ vì nào ơi gặp nhau chén lòng từ nơi trông mắt hết mở đây các bạn chân trọng kính mời toàn thể quý vị. Đây là theo lời yêu cầu của tân gia chủ muốn toàn thể quý vị chúng ta kín lòng tương thường phía nam ơi trân trọng kính mời ạ. Học văn tương thường phía nam ơi để em ạ quý vị ơi 1 2 3 2 3 2 3 chúc mừng tân gia Đại Cát vâng xin mời học văn trà xóa đất phía nam ơi
là tuyệt vời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nghi thức mời rượu thì cũng đã tạm khép lại phần ra mắt cho tân gia chủ cũng như đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ thì trân trọng kính mời đại gia đình sẽ trở về phía bàn tiệc của gia đình để cảm ơn quý vị quan khách có mặt trở về đây chúc mừng tân gia đại cát. Vâng ạ, xin mời.